Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987, thường trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương, để điều tra hành vi xâm phạm mùa mà, cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 9, chị HTL, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương, nhận được tin nhắn Zalo của một tài khoản lạ, yêu cầu chị chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng. Đối tượng còn đe dọa nếu chị báo công an sẽ không bao giờ được thấy hải cốt của bố chồng nữa, chị L đã trình báo công an xã Quảng Lộc và cùng cán bộ đến nghĩa trang nơi bố chồng chị đang được chôn cất thì phát hiện phần mộ đã bị đào bới. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định Lưu Thanh Nam là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Nam là em họ của chồng chị L, khai nhận thực hiện hành vi do bản thân dính vào nợ nần. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao hài cốt của bố chồng chị L cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.